Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, ngày hôm nay Hakawa Việt Nam sẽ hướng dẫn cho quý khách hàng cách phân biệt sản phẩm ghế xếp chính hãng và ghế xếp giá rẻ trôi nổi trên thị trường. Đầu tiên nói về xuất xứ, ghế xếp Hakawa là dòng ghế xếp chất lượng hàng đầu tại Nhật Bản, được phân phối độc quyền bởi Hakawa Việt Nam. Có địa chỉ duy nhất tại 136C Thành Xuân 22, phường Thành Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thông tin của Hakawa đều công khai và minh bạch, còn ghế xếp giá rẻ thì sẽ không có địa chỉ cụ thể rõ ràng, không có các thông tin về công ty hay website cụ thể như Hakawa Việt Nam. Thứ hai, trên ghế xếp chính hãng Hakawa luôn có tem chống hàng giả phía sau lưng ghế hoặc ở trên khung ghế, điều mà ghế xếp giá rẻ không hề có. Thứ ba, về chất lượng ghế, được thiết kế khung thép cao cấp, chịu trọng tải lên đến hơn 300kg. Ghế giá rẻ thì chỉ chịu được là 150kg. Thứ tư, ghế xếp Hakawa được nghệ sĩ Quyền Linh tin dùng và là đại diện thương hiệu của Hakawa. Ngoài ra, còn có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng như hàng triệu khách hàng Việt tin dùng. Thứ năm, chế độ bảo hành của Hakawa lên đến 25 năm. 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, bảo hành thay lưới mới trong vòng 5 năm, trong khi ghế xếp giá rẻ chỉ bảo hành được 2 năm. Và cuối cùng, thương hiệu Hakawa có logo hình ngôi sao và dòng chữ Hakawa, không phải là Akawa. Và mọi thông tin thương hiệu gần giống Hakawa đều là giả. Hakawa hy vọng video này sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của quý khách lên hàng đầu và giúp quý khách luôn chọn được sản phẩm chất lượng và an toàn nhất. Để đặt hàng mua ghế xếp Hakawa, quý khách liên hệ đến số hotline 05678 59999 hoặc để lại số điện thoại, đội ngũ tư vấn viên của Hakawa sẽ liên hệ lại.